Xin chào, chào mừng bạn đến với ngày 26 của hành trình 30 ngày yoga lấp lánh cùng với Sophie. Hãy cùng tôn vinh giá trị khoan dung trong bài tập này để cùng nhau tỏa sáng. Hãy yêu cơ thể của mình và chấp nhận những khiếm khuyết. Bài tập ngày hôm nay là một chuỗi các tư thế yoga thư giãn và thiền tập trung để giúp bạn lắng dịu và cảm thấy thật là thoải mái sau khi luyện tập. Bạn có thể tập bất kỳ khi nào bài này, có thể tập trước khi đi ngủ để có thể đi vào giấc ngủ sâu, hoặc là khi nào mà bạn cảm thấy là muốn làm chậm lại. Và bây giờ nếu muốn bắt đầu thì bạn có thể lấy cho mình nhé một cái khăn này hay là một vài viên gạch. Nếu mà không có gạch ấy, mình thay bằng một vài quyển sách dày cũng được. Khi nào sẵn sàng rồi thì hãy cùng ngồi xuống để chúng ta bắt đầu bài tập yoga cùng với Sophie nhé. File âm thanh bài tập này có thể tải về máy của bạn từ website yogabysophie.com. Bài tập này là một chuỗi chuyển động dễ chịu và thiền tập trung để cung cấp cho bạn năng lượng trong trẻo cho ngày mới. Bạn cũng có thể tập bài này bất kỳ khi nào trong ngày khi bạn muốn làm tâm trí lắng dịu và thư giãn cơ thể. Để bài tập có thêm trải nghiệm thì các bạn có thể chuẩn bị thêm cho mình một mảnh khăn hoặc là một cái gối mỏng và một vài miếng gạch. Nếu không có những dụng cụ này thì cũng không sao hết. Và khi nào bạn đã sẵn sàng thì hãy cùng Sophie ngồi xuống sàn trong tư thế Sukhasana để bắt đầu bài tập. Bạn có thể kê lót một mảnh khăn hoặc một cái gối mỏng ở dưới mông để giúp cho lưng được thẳng hơn và thư giãn hai gối xuống sàn. Bạn mới có thể khép hai gối vào và đặt bàn chân ngay dưới hai gối, cũng là một cách để chúng ta hỗ trợ cho gối của mình. Cảm thấy tư thế này vững vàng ở mông, khớp hông mở vừa phải, ngồi thẳng lưng, mở ngực hạ thấp vai. Khi nào bạn đã cảm thấy thoải mái thì đặt tay lên đùi, thả lỏng đôi vai, nhắm mắt lại, cùng đưa sự tập trung vào bên trong. Hít thở sâu vài hơi ở đây. Hãy cho phép tâm trí và cơ thể của bạn được thả lỏng. Quan sát từng ngón chân, ngón tay. Quan sát khuôn mặt. Thư giãn tâm trí. Bạn có thể nhắm mắt vào để tập những asana tiếp theo. Với tay phải sang tường phải, co cùi chỏ, vươn tay trái qua đầu. Hít vào một hơi thật sâu, mở ngực trái hướng lên, hạ vai phải xuống sàn, kéo giãn lườn trái. Thở hết ra, đánh vòng tay trái về sau, đặt lòng bàn tay xuống sàn. Hãy hướng ngón tay cái bàn tay trái sang tường trái, hướng các ngón tay về cuối thang. Bạn có thể nhích bàn tay trái đặt ra phía sau hông một chút xíu để mình có thể hạ vai trái hướng xuống và đẩy ngực cao lên trời. Hít, thở hết ra, đẩy ngực lên, mở căng lồng ngực. Và bây giờ với tay phải sang tường bên phải, hít vào, kéo dài lườn phải, với dài tay phải sang tường trái thêm một chút nữa, nhìn xuống sàn bên trái. Thở hết, hạ vai trái hướng xuống một chút xíu, kéo giãn lườn và hông bên phải. Mời đánh vòng hai tay lên đầu thảm, gập người xuống hai gối. Hít vào, mở ngực về phía trước mặt. Thở hết ra, úp bụng ngực cằm xuống sàn. Hít vào, nâng ngực vai lên.
thở ra, chúng ta đổi bên. Lần này mình đổi chân nhé, chân nào bên trong thì bạn đưa ra phía trước. Vẫn tiếp tục co gối ngồi trong tư thế Sukhasana. Nghiêng người sang bên trái, đặt tay trái xuống sàn, hạ vai, vươn tay phải qua đầu, với ra hai các ngón tay sang từ bên trái để kéo giãn lưỡi phải. Trong tư thế này, các bạn mới thường hay bị nâng hông phải lên, thế thì mình hãy hạ hông phải của mình xuống. Để làm gì? Để mình kéo giãn phía ngoài hông bên phải. Hít vào một hơi, xoay nồng ngực phải lên. Thở hết ra, đánh vòng tay phải về phía sau, đặt lòng bàn tay xuống sàn ngay sau mông. Ngón tay phải hướng về cuối thảm, ngón cái hướng sang từ phải. Rồi hạ vai phải xuống, đưa tay trái qua đầu, hít vào. Thở ra với dài tay trái sang từ phải, kéo giãn lưỡi trái ở đây. Bạn có thể xoay đầu nhìn xuống thảm bên phải. Rồi từ đây, bạn đánh vòng hai tay của mình lên phía trước thảm. Úp bụng ngực cằm xuống. Hít vào mở ngực ra. Thở hết ra úp xuống, ngực cằm xuống xa, mắt nhìn xuống. Bạn mới nâng cùi chỏ, tập lâu hạ cùi chỏ xuống hạ vai. Ngậm sâu hơn khi lưng vẫn thẳng nhé. Ở lần hít vào tiếp theo, nâng vai lên chắp tay trước ngực. Thở hết ra hướng xương cột xuống sàn, hạ thấp vai xà tả. Hãy đưa sự tập trung vào bên trong. Bây giờ hãy đặt tay lên phía trước, lùi gối về sau, vào đứa trẻ. Hãy đặt mảnh khăn của bạn ở ngay giữa thảm, quỳ hai gối lên và tư thế cái bàn. Hai bàn tay đặt ngay dưới vai, cũng là tư thế con bò, con mèo. Tách gối rộng ra một chút xíu. Những bạn nào mới hoặc là mình chưa quen đặt lòng bàn tay xuống sàn, cảm thấy mỏi ở cổ tay thì cứ đặt gối trỏ xuống cũng được. Hít vào, hướng xương cột lên trời, mở ngực nhìn lên. Thở hết ra, cuộn lưng cao lên, nhìn xuống. Bạn có thể làm biến thể khác của bò mèo là chúng ta di chuyển theo xương cột. Mình sẽ xoay đỉnh đầu theo hướng xương cột. Xương cột xoay đi đâu thì đỉnh đầu xoay theo đó. Hướng xương cột lên trời, sang phải, xuống sàn, sang trái. Chúng ta di chuyển xương cột nhanh hơn một chút và di chuyển toàn bộ cơ thể theo xương cột. Và bạn sẽ cảm thấy các khớp, cột sống, vai, cổ được xoay rất dễ chịu. Và cả khớp hông, khớp gối, cổ chân. Hãy tạo ra giai điệu di chuyển của riêng bạn. Cổ tay, cùi chỏ, nhắm mắt, đưa sự tập trung vào cuộc sống. Xoay ngược lại nào. Hướng xương cột lên trời, sang trái, xuống sàn, sang phải. Rồi nâng lên và cứ làm như vậy. Làm nhanh hơn một chút. Nhắm mắt, đỉnh đầu di chuyển theo xương cột. Dừng lại, trở về tư thế cái bàn. Chúng ta vào tư thế tiếp theo là tư thế lỗ luồn kim. Hít vào, vươn tay phải lên cao, mắt nhìn theo bàn tay phải. Thở hết ra, luồn tay phải dưới vai trái, đặt tay và má phải xuống sàn. Bạn mới giữ ở đây tập lâu rồi, nhích vai phải sang tường trái để sao cho vai phải thẳng hàng với gối trái. Với dài tay trái về phía đầu thảm, kéo dài cùi chỏ, kéo dài lườn, lùi hông trái về sau. Rất tốt.
Ở đây, bạn mới cứ giữ, còn tập lâu rồi mình có thể duỗi gối trái sang tường bên trái bạn nhé. Vào tư thế biến thể của tư thế đùn kim. Một bước hai tay về phía sau, gối thẳng, nâng người lên. Vào tư thế cánh cổng, nâng ngược vai lên thẳng hàng với hai hông. Hít vào, tay cao qua đầu. Thở hết ra, đặt tay phải xuống sàn, nâng chân trái lên khỏi thảm. Nếu khó quá, bạn cứ đặt bàn chân trái xuống sàn, sao cho gót chân ngang hàng với gối và hướng mũi chân trái về phía đầu thảm. Kéo giãn ngược trái, đưa tay trái qua đầu. Trở về, hít vào, vươn tay qua đầu, mở ngực nhìn lên. Thở đặt tay xuống sàn phía trước, thu chân trái về sau. Hít vào, võng lưng nhìn lên còn bò. Thở hết ra còn mèo. Đổi bên tư thế luồn kim, lần này bạn duỗi gối phải, hướng gót chân phải, làm sao cho thẳng hàng ngang hàng với gối trái và hướng mũi chân phải về phía đầu thẳng. Thẳng gối, hông trái nằm trên gối trái. Hít vào, vươn tay trái lên trời, mắt nhìn theo tay. Thở luồn tay trái dưới vai phải. Hãy căn chỉnh tư thế này để bạn xoay cột sống sâu hơn. Hãy đưa vai trái sang bên phải nhiều hơn một chút xíu. Bạn mới hãy với dài tay phải phía trước. Tập lâu rồi, vòng tay phải sau lưng. Trở về tư thế cái bàn hai tay dưới vai. Rồi bước hai tay về gối, nâng ngực vai lên. Vào tư thế cánh cổng, nhấn bàn chân phải xuống trụ thật là vững trên gối trái. Hít vào, vươn tay qua đầu. Rất tốt, thở hết ra. Đặt tay trái xuống sàn vào tư thế biến thể của tư thế tấm ván nghiêng. Nâng chân phải lên. Bạn mới đặt chân phải xuống sàn, đưa tay phải hướng lên trời, hoặc đưa tay qua đầu kéo giãn lườn phải. Nhấn bàn tay phải xuống, nhấn bàn tay trái xuống, nâng vai trái lên, khép cùi chỏ phải và mang tay. Hít vào, nâng gối phải lên cao, xoay ngực phải lên, mở hông phải hướng lên trời. Thở hết ra, đặt chân phải xuống sàn, bò tay hướng về phía đầu thảm. Và chúng ta lùi hông về sau, trở về đứa trẻ. Bây giờ hãy bỏ cái khăn hoặc là cái gối của mình sang một bên, ngồi xuống, duỗi hai chân về phía trước thảm, co hai gối lại, bàn chân chạm nhau tư thế kim cương. Mở gối sang hai bên, hai tay ôm lấy cổ chân vào tư thế con bướm Balasana. Hít vào, kéo dài cột sống, mở ngược về trước. Thở hết ra, hướng vai xuống sàn, hướng xương cột xuống thẳng. Mời bạn nhớ nhé, trong tư thế này chúng ta sẽ kéo dài thắt lưng. Bạn có thể vòng tay ra sau để kiểm tra thắt lưng của mình. Hãy siết cơ mông của bạn để mở khớp gối sang hai bên và mở căng khớp hông của mình trong tư thế này. Hít vào, mở ngực về phía đầu thẳng, kéo dài cột sống. Thở hết ra, ôm bụng ngực cằm xuống sàn. Bạn mới giữ ở đây, tập lâu rồi cúi gập người xuống sâu hơn, hạ cùi chỏ xuống, mở cùi chỏ sang hai bên, đặt trán tì lên bàn tay, ngồi nghỉ ở đây. Hoặc là mình có thể gập người xuống phía trước với dài hai tay về phía trước. Bất kỳ biến thể nào của tư thế này phù hợp với bạn thì đều phù hợp với Sophie.
Cùng nâng lên thoát khỏi tư thế này và chuyển sang tư thế gập người xuống chân trái. Gập gối phải, mở gối sang ngang, úp lòng bàn chân phải vào gối trái. Duỗi gối trái về trước, hướng mũi chân trái lên trời. Bạn có thể ôm lấy bàn chân trái, hít vào, mở ngược ra. Bạn mới co nhẹ gối trái lại, hướng mũi chân lên. Thở úp bụng ngược cằm xuống, hướng dồn xuống đùi trái, hướng ngược về gối trái. Cùng xoay vai sang tường bên phải, bạn có thể mở gối, mở gối phải hướng về cuối thảm nhé. Vào tư thế nghiêng lườn, gối dài tay phải về ngón chân trái. Bàn tay trái có thể đặt lên đùi phải để nhấn cho hông phải của bạn hướng xuống sàn. Mông phải chạm thảm, hít vào xoay ngực phải hướng lên cao. Hướng vai trái xuống sàn, thở hết ra, đưa bàn tay phải cầm nắm lấy bàn chân trái, kéo giãn lườn phải của bạn. Hạ vai trái xuống, xoay ngực phải lên, hít sâu, mở ngực phải, giao cho hai vai tạo thành một đường thẳng vuông góc với mặt sàn. Thở hết ra, gập sâu, nghiêng sâu, để sao cho kéo giãn được lườn, được vai bên phải. Trở về, hít vào, vươn tay lên cao, kéo dài cột sống. Thở hết ra, mở chân phải sang ngang, vào tư thế gập người xuống hai chân. Bạn hãy căn chỉnh tư thế straddle forward fold này sao cho bạn có thể duỗi thẳng gối, và hai gối cái phía sau gối sẽ chạm xuống sàn nhé. Bạn mới cứ khép hai gối vào gần nhau một chút, hướng mũi chân lên trời, thẳng gối nào, đặt hai tay lên phía trước hông, hít vào, mở ngược về trước, thở hết ra, hướng rốn ngực cằm xuống sàn. Bạn mới co nhẹ cổ trỏ một chút xíu, hạ thấp vai, giữ thẳng lưng, tập lâu rồi mới dài tay về trước, hướng xuống xuống sàn sâu hơn chút xíu. Bạn có thể đặt hai miếng gạch ở dưới hai bàn tay hoặc hai cùi chỏ để nâng đỡ cho vai trong tư thế này. Cảm nhận khớp hông được mở ra. Tập lâu hơn nữa, đưa hai bàn tay ôm lấy cằm, bông hoa nhỏ. Lâu hơn nữa thì nhích bàn tay về trước để hạ dồn xuống sàn. Theo sau đó là ngực cằm. Bạn có thể đặt trán xuống, hai bàn tay mở sang ngang ôm lấy bàn chân như bạn là người đã tập nâng cao. Úp xương mu xuống, úp bụng ngực. Cảm nhận khớp hông, cơ đùi trong được kéo duỗi thật là thích. Hướng mũi chân lên trời. Rất tốt, chúng ta thoát khỏi tư thế nào, hít vào nâng vai lên, đổi bên bạn nhé. Lần này chúng ta sẽ gập head to knee vào gối phải, co gối trái úp lòng bàn chân trái, vào trong đùi non chân phải, hít vào mở ngực hướng về ngón chân phải. Bạn mới co gối phải lại nào, thở hết ra, gập người xuống chân phải, bụng chạm đùi, ngực chạm gối. Nhìn xuống, bạn mới đặt cùi chỏ xuống sàn ngay dưới vai hoặc nâng cùi chỏ lên đều được. Tập lâu rồi, hạ vai xuống, tay ôm lấy bàn chân phải, vào tư thế nghiêng, tay trái nắm lấy bàn chân phải hoặc nắm lấy các ngón chân phải để chúng ta kéo giãn cho lườn trái. Bạn hãy mở gối trái của mình hướng về một bên thẳng, để mở hai gối rộng sang hai bên nhiều hơn một chút ý. Sau đó thì mình xoay mở ngực trái hướng lên trời, hạ vai phải hướng xuống sàn. Bàn tay phải đặt lên đùi trái, hít vào, xoay đẩy ngực trái hướng lên. Thở hết ra, hướng vai phải, hướng cùi chỏ phải xuống sàn. Và tay trái cầm nắm lấy ngón chân phải nếu được. Nếu chưa cầm nắm được lấy bàn chân phải thì cũng không sao đâu bạn. Bạn hướng cái ý của mình về việc đó. Mỗi ngày một chút, đầu tiên là bàn tay
trái hướng về mũi chân, rồi sau đó một cái đầu đấy sẽ nắm được ngón chân. Miệng sao cho bạn cảm thấy kéo, cảm giác kéo dài ở lườn ở hông trái là được. Hãy nhấn hông trái và mông trái xuống. Với bàn tay phải, hãy tì cho mông xuống sàn. Bạn làm tốt lắm. Ở lần hít vào tiếp theo, nâng ngực vai lên, thở ra, mình thoát khỏi tư thế này để ngồi xuống Sukhasana. Vài phút tiếp theo, bạn sẽ cùng với Sophie ngồi thiền một chút, nên hãy lựa chọn những biến thể ngồi để bạn có thể ngồi lâu, ngồi thẳng lưng và sẽ chịu ở phần hông và gối. Có thể tì lên, đặt một mảnh khăn hoặc là một cái gối thiền ở dưới mông, hoặc là ngồi lên một miếng gạch, hoặc là mình ngồi lên giường, hay là mình ngồi lên ghế đều được bạn nhé. Khi nào đã chọn được thế ngồi thoải mái rồi thì chúng ta đặt tay lên đùi, xoay khớp cổ, xoay đầu theo chiều kim đồng hồ để thở ra thả lỏng cho cổ gáy. Nhắm mắt vào và xoay ngược lại. Cô lập chuyển động này của cô, hạ vai, cố định vai trên hai hông. Cùng dừng lại, hít vào, nâng đỉnh đầu lên trời, kéo dài cột sống, thở hết ra hướng xương cột, thả lỏng gối, thư giãn tâm trí. Hãy cho phép tâm trí được thư giãn, nghỉ ngơi trong giây phút hiện tại. Đặt hai bàn tay lên rốn, quan sát hơi thở đi vào đi ra. Hít một hơi sâu, vịnh căng bụng lên, thở hết ra xẹp rốn xuống. Hít vào nâng rốn lên, thở hết ra xẹp rốn xuống. Quan sát hơi thở đi vào đi ra. Bây giờ chúng ta hãy đặt hai tay lên ngực để quan sát hơi thở. Bạn biết không, khi chúng ta căng thẳng, thường hơi thở nông ở ngực và phổi. Vì thế bây giờ mình sẽ tập trung để hơi thở trước tiên là đi xuống bụng và hông, sau đó sẽ đi lên ngực của mình bạn nhé. Hít vào một hơi thật sâu, vịnh căng bụng lên, đưa hơi thở đi xuống dưới, rồi vịnh căng ngực lên, căng hai lá phổi, thở hết ra xẹp ngực, xẹp rốn, đẩy hết không khí đi ra ngoài. Cùng làm lại nào. Hít vào, đưa không khí đi xuống, vịnh căng bụng, đi cả xuống hông của mình, vịnh căng ngực lên, thở hết ra xẹp ngực, xẹp rốn. Hít vào, vịnh căng bụng, ngực, thở hết ra xẹp ngực, rốn. Hãy đưa năng lượng sống từ không khí vào trong cơ thể của bạn.
để chuẩn bị cho cả ngày, hoặc hồi phục từ bất kỳ điều gì. Hít thở sâu, hãy thực sự đưa chú tâm của mình vào hơi thở, từng hơi hít vào, biết được hơi thở đang ở đâu, từng hơi thở ra, quan sát không khí dần trượt ra ngoài và cuối cùng đi ra khỏi cơ thể qua hai lỗ mũi. Hãy sử dụng phép thở này trong ngày bất kỳ khi nào mà bạn cần tìm lại điểm cân bằng, hay khi bạn muốn đi về hướng của sự tập trung. Hít sâu, thở hít ra. Hãy đặt tay lên bất kỳ bộ phận nào của cơ thể mà bạn cần đưa sự chú ý tới, rồi hít thở như vậy để đưa năng lượng sống về nơi ấy. Có thể là ngực, là bụng hay xương sườn, hay bất kỳ đâu, trái tim, cổ họng hay vai. Sự chú tâm về đôi mắt thứ ba ở ngay giữa trán, chạm ngón cái vào đó, chắp hai tay trước trán của mình và nhớ về những điều mà bạn biết ơn. Cảm ơn bạn đã luyện tập thật tốt cùng với Sophie ngày hôm nay. Chúc bạn một ngày tốt lành, hãy tỏa sáng lấp lánh như những viên kim cương. Hẹn gặp bạn trong những bài tập yoga tiếp theo. Namaste. Trước khi kết thúc video này, xin thông báo với bạn là chương trình 30 ngày yoga lấp lánh có rất nhiều mini game và quà tặng dành cho những người tham gia khóa học và tham gia thử thách 30 ngày cùng với Sophie. Những món đồ như là quần áo tập yoga, thảm tập này, gạch này, vòng, dây đai tập yoga và rất nhiều món quà giá trị khác như các buổi tập miễn phí EMS xung điện tập cơ để tăng cơ mông và phục hồi cho cơ bắp từ Evolve in Wellness sẽ được đăng tải và được mời bạn tham gia ở trên các nền tảng như là Facebook này, YouTube, Instagram. Và khi bạn đăng ký tài khoản tại website yogabysophie.com, bạn sẽ được thông báo về các mini game này. Nên mời bạn hãy theo dõi Sophie trên các nền tảng xã hội và đăng ký tài khoản ở website yogabysophie.com để Sophie được gửi những món quà này tới bạn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những bài tập yoga tiếp theo. Namaste.